Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem là quy trình của người ta trồng dâu nuôi tầm. Đây là dâu con còn nhỏ. Đây là dâu con còn nhỏ. Sau khi người ta nuôi xong cán rồi, người ta lại nuôi dưỡng thêm dâu. Để dâu lớn lên là người ta sẽ nuôi thêm những cái con tầm khác. Đây là chị nông dân đang tầm cỏ để chăm sóc vườn dâu của chị ấy. Đây là vườn dừa của nhà bên cạnh. Không hiểu sao họ chăm sóc dâu rất tốt các bạn ạ. Rất tốt và rất tốt luôn. Xanh mướt luôn. Rất là hay. Đúng là nông dân khổ cực quá mà. Vườn dâu này không biết khi nào mới được lớn và mới được một lứa tầm.